Sofoca, đồng hành cùng hiểu rõ trong 5 phút. Ô cắm 10i, cần 10 thiết bị, sale choáng váng lên đến 50%, giảm thêm 20%, dành riêng cho viewer của hiểu rõ trong 5 phút. Nhận voucher dưới comment ngay. Sofoca, thật đáng đồng tiền. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Israel chiều thứ Tư, ngày 4 tháng 4. Trong video này, chúng ta sẽ bàn về chiến sự tại Gaza trong 24 giờ qua. Chúng ta có nhiều cập nhật mới đáng chú ý. Thực ra, chúng ta phải dùng từ tệ hại, kinh hoàng để miêu tả tình hình này. Bằng cách nào đó trong thế kỷ 21 này, chúng ta lại nhìn thấy một khu vực chẳng có lấy một chút nào gọi là nhân đạo cả. Mình không nói riêng quân đội Hamas, Palestine cầm súng xông vào khu dân cư Israel. Quân đội Israel cũng chẳng có gì khác biệt. Họ đánh bom thẳng vào Gaza, nơi sinh sống tập trung của dân thường. Thông tin quan trọng nhất, sau những cuộc đụng độ, tàn sát, chiến dịch tấn công trong thời gian vừa qua, quân đội Israel tổn thất 1.008 người, 3.500 người bị thương tính tới thời điểm 4 giờ sáng giờ địa phương. Chúng ta hiểu rằng đây mới chỉ là con số khởi đầu. Sẽ còn rất nhiều đau thương, dân thường Israel và Palestine sẽ còn phải hứng chịu trong thời gian tới. Tình hình tại chiến trường khu vực phía Bắc hiện đã tiến vào trạng thái ổn định. Bom đã nổ tại lãnh thổ Liban, cụ thể hơn là rơi trên đầu cánh quân Hezbollah. Mình chưa tổng hợp được con số thiệt hại, nhưng rõ ràng đây là đòn tấn công mang tính thị uy, đè đầu cưỡi cổ quân Hezbollah tại vùng lãnh thổ Liban. Đến với vùng trung tâm của Israel, chính quyền Israel đưa ra quyết định triển khai chiến dịch dọn dẹp tại bờ Tây. Như trên màn hình mọi người có thể nhìn thấy, cách mà chiến dịch này được triển khai trên thực địa. Quân đội Israel tiến vào dọn dẹp chiến trường tại thành phố Nablus, lục lọi từng căn nhà một, tiêu diệt binh sĩ Hamas nhiều nhất có thể. Chúng ta hiểu một điều rằng, Israel chưa sẵn sàng triển khai tấn công tổng lực vào Gaza. Gaza là một dải đất nhỏ hẹp với dân số lên tới 2 triệu dân. Mọi người cứ tưởng tượng mà xem, mức độ dày đặc của các công trình ngầm được xây dựng tại đây là như thế nào. Tất cả những người dân đều phẫn nộ, sẵn sàng vũ trang hóa mọi người dân, mọi khu vực lãnh thổ, thậm chí là mọi công trình tại Gaza trong trường hợp Israel tiến vào. Mọi bước đi của quân đội Israel, tất cả đều nằm trong tầm nhìn và sự bao vây của kẻ thù. Chính quyền Israel nhận thấy mình chưa có đủ sự chuẩn bị để tiến đánh. Họ không có đủ thời gian để huấn luyện quân đội. Một bước đi rất thông minh của Israel tiến vào dọn dẹp phần lãnh thổ Palestine tại bờ Tây. Chẳng có quân đội được trang bị vũ trang kỹ càng, chỉ có nhiều nhóm nổi loạn lẻ tẻ, không được trang bị vũ trang cẩn thận tại đây. Không có gì quá đáng kể, nhưng ít nhất quân đội Israel sẽ có được một chút kinh nghiệm thông qua chiến dịch này. Tuy nhiên, hạn chót cũng đang tiến đến gần. Họ cần phải triển khai đánh vào Gaza trong 1 đến 2 ngày tới. Họ cần ngay lập tức đẩy lùi quân đội Hamas ra khỏi lãnh thổ Israel càng sớm càng tốt. Theo thông tin mình tổng hợp được, gần như toàn bộ lực lượng Hamas đã bị đẩy về lãnh thổ Gaza. Hamas là lực lượng cực kỳ mỏng manh. Họ chẳng có xe vũ trang, công nghệ quân sự hiện đại, gần như là chẳng có cái quái gì cả. Hình ảnh duy nhất mà ta có thể thấy ở Hamas là một đội quân mang dép tông Lào, cầm súng AK. Chẳng có cách nào mà Hamas có thể địch lại được lượng khí tài hùng hậu của Israel. Công nghệ hiện đại sẽ bù đắp phần lớn thiếu sót về kinh nghiệm trên chiến trường. Israel đã và đang tiến tới bao vây, cấm vận toàn bộ lãnh thổ Gaza. Tiền tuyến đẩy sâu về biên giới Gaza tại các hàng rào sắt bao quanh lãnh thổ. Giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến đã kết thúc. Bước tiếp theo Israel sẽ bắt tay và thực hiện đó là truy lùng và tiêu diệt tất cả thành phần đang khủng bố, giết hại dân thường trên lãnh thổ Israel. Giai đoạn này sẽ tiến đến kiểm soát 100% phần lãnh thổ Israel, khai trừ mọi binh sĩ của Hamas đang khủng bố dân thường. Cùng lúc đó, Israel tiếp tục có những nỗ lực triển khai đánh vào lãnh thổ Gaza, những bước chuẩn bị cần thiết cho chiến dịch đổ bộ. Các nước liên quan đưa ra phản ánh chính thức của mình, cảnh báo nếu Israel đổ bộ vào lãnh thổ Gaza, Liban, Iran, Ai Cập và nhiều nước khác sẽ chính thức phát động chiến tranh, không chỉ đối với Israel mà còn khai chiến với cả Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Không chỉ tấn công quân đội Israel mà còn tấn công vào tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ. Một tiến triển hết sức tồi tệ. Các nước phương Tây sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng đi, vì chắc chắn Israel sẽ đổ bộ vào lãnh thổ Gaza nếu không thực hiện chiến dịch này. Chắc chắn chỉ còn lại một con đường duy nhất Israel có thể đi, đó là công nhận Palestine là một đất nước, trao trả hòa bình và độc lập cho Palestine. Họ bắt buộc phải làm gì đó để hiện thực nêu trên không mở ra cho Palestine trong tương lai. Chắc chắn không sớm thì muộn, Israel sẽ mang quân đặt chân lên lãnh thổ Gaza. Để chuẩn bị cho chiến dịch này, Israel phải chuẩn bị tinh thần bị tấn công từ mọi phía, Đông, Tây, Nam, Bắc. Đồng thời, tiếp tục triển khai thả bom, nã pháo dữ dội vào Gaza với tất cả những gì mình có. Những đòn tấn công của Israel vào lãnh thổ Gaza không nhắm vào mục tiêu cụ thể, chỉ thuần túy là sự hủy diệt quy mô lớn. Mục đích duy nhất Israel nhắm đến là làm dân thường hoảng sợ, chạy hết khỏi lãnh thổ Gaza. Điều đó sẽ giúp cho chiến dịch tấn công trở nên thuận lợi hơn rất nhiều cho Israel. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc giết hại dân thường. Đó là lý do cho việc Israel không hề nương tay, triển khai tất cả khí tài mình có, hủy diệt giải đất Gaza.
gửi một thông điệp đanh thép đến dân thường tại giải đất này. Chẳng có nơi nào an toàn tại Gaza nữa đâu. Các người nên nhanh chóng chạy khỏi nơi này đi, nếu không muốn bị thổi bay bởi một quả đạn lạc. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người dân Palestine tháo chạy khỏi vùng lãnh thổ của mình, nhưng chắc chắn cũng sẽ có những người ở lại. Quân Israel đã giết sạch bạn bè, họ hàng, bố mẹ, con cái, người thân của họ. Một lý do rất đơn giản để cầm lên cây súng trường. Họ chẳng còn gì để mất cả. Chẳng còn mục đích sống nào khác ngoại trừ trả thù cho người dân của họ. Cống hiến thân xác cho quân đội là điều đương nhiên. Bom không chỉ rơi trên phần lãnh thổ phía Bắc. Chẳng có vị trí nào trên lãnh thổ Gaza là an toàn cả. Bom nổ trên quy mô toàn bộ lãnh thổ. Nhưng rõ ràng, cứ điểm chính của Hamas không nằm trên mặt đất. Họ trú ẩn ở các công trình được xây dựng dày đặc và kiên cố dưới mặt đất. Đường hầm nối mọi khu vực trên lãnh thổ Gaza, nối giữa Ai Cập và Gaza, cho phép họ nhận được nguồn tiếp viện một cách hết sức thoải mái. Không chịu thua cho Israel, quân Hamas tiếp tục phóng tên lửa vào các khu định cư Israel, cụ thể là tại khu định cư Ashkelon. Theo những thông tin mà chúng ta nhận được, hệ thống phòng không Israel đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho cuộc không kích này. Israel đăng tải video cách vòm sắt hoạt động. Hệ thống này đã vô hiệu hóa phần lớn tên lửa tiến vào Israel. Nhưng theo một số nguồn tin khác, đến ngày giao tranh thứ tư, vòm sắt cho thấy hệ thống này chỉ có thể đánh chặn từ 10 đến 15% số lượng tên lửa phóng từ lãnh thổ Gaza. Vẫn còn lại là 85 đến 90% tên lửa bay thẳng với Israel. Ngoài ra, ta có thể thấy sự suy giảm số lượng trong việc sử dụng UAV. Có thể là nó sẽ tăng trở lại trong vài ngày tới khi Israel thực hiện chiến dịch đổ bộ vào lãnh thổ Gaza. Có thể nói rằng, chiến tranh chắc chắn sẽ không kết thúc dễ dàng như nhiều người dự tính. Giao tranh vẫn sẽ còn tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Hơn thế nữa, quân đội Israel triển khai phong tỏa cấm vận Palestine tại khu vực biên giới Gaza. Chính quyền Israel cảnh báo, nếu Ai Cập có bất kỳ động thái nào gửi tiếp viện đến Gaza, tất cả mọi thứ đi qua biên giới sẽ bị Israel nhắm vào đánh phá. Để mình nói lại không mọi người lại hiểu nhầm, đánh chặn trên lãnh thổ Gaza chứ không phải là trên lãnh thổ Ai Cập. Ví dụ như là video sau đây, mọi người có thể theo dõi. Một hành động cảnh báo Ai Cập được Israel triển khai tại khu vực biên giới. Tất cả mọi thứ từ thức ăn, nước uống đến thuốc thang đều bị cấm vận chuyển sang Gaza. Nhưng phần lớn lượng hàng tiếp tế này là tiếp tế dân sự gửi cho cư dân sinh sống tại Gaza. Đối với Hamas, họ có mạng lưới công trình ngầm dày đặc, không có bất kỳ vấn đề gì trong việc vận chuyển tiếp tế quân sự từ Ai Cập sang Gaza. Đạn dược, xe tăng, tất cả sẽ được gửi tới thông qua các công trình ngầm. Họ chẳng cần phải gửi qua đường biên giới trên mặt đất để làm gì cả. Để xem, các chiến dịch tấn công với các công trình ngầm sau này của Israel sẽ triển khai ra sao. Họ là một quân đội chuyên nghiệp, hiện đại hay chỉ là một tay mơ, quân cờ trong tay Mỹ với đống đồ chơi công nghệ. Một thông tin rất đáng chú ý, nhiều chỉ huy quân đội Hamas đã bị sát hại bởi các đòn tấn công từ bom, tên lửa. Có thể kể đến như ông Zakaria Abu Mama, Jawad Abu Samala. Có thể thấy, Israel không chỉ cấm vận Gaza mà còn đánh mất đầu rắn của Hamas. Mưu kế tương tự như quân đội Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan. Cuộc chiến với IS. Tuy nhiên, vấn đề là Hamas không chỉ được dẫn đầu bởi Palestine, Hamas còn có chỉ huy cầm quân người Iran nếu muốn triệt tiêu đầu não của Hamas. Israel cần phải làm gì đó với Iran, chứ không phải là với những người dân thường vô tội, cố gắng giữ lại mạng sống giữa mưa bom bão đạn, bị quân đội Israel giết hại không nương tay. Đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.